Hi, cho tất cả anh em yêu thích game Piero. Thì nói chung á, là chơi game là phải lấy Ronaldo trước anh em ơi. Lấy Ronaldo trước rồi tính sau. Thì tạm thời lấy Ronaldo thì phải nạp nè. Rồi thì nói chung là nạp xong 50k cái điều rồi tính lấy cầu thủ đây anh em ơi. Rồi, trước tiên là vô phần nạp đầu để bôi một đội hình cho nó lâu dài luôn anh em. Mặc dù không sao, không có sao nhiều, nhưng mà mình sẽ lấy cấp bù lại anh em ơi. Nạp 50k thì được 220. Rồi để vô cầu thủ xem cái anh em ạ. Thì ở đội hình này thì mình sẽ chơi đội hình là 51. Ronaldo đâu ta? Đấy, Ronaldo vô dự bị luôn anh em. Để mình xem nó cái nãy mình quên, mình vô đội hình mà đi thẳng xuống đây luôn. Nói chung ở vô Ronaldo anh em, ở level 1 thì nó đã mở khá là nhiều, nói chung là nó mở rất là nhiều. Đấy, nói chung là nó mà khi mở nó đã mở rất là nhiều anh em. Rồi đi cái đội hình này thì nó khá là tốn kém ha anh em, nói chung là nó tốn kém lắm, cho nên mình sẽ lấy cố gắng làm nhiệm vụ nhiều anh em ơi, làm nhiệm vụ nhiều để mà bù đắp lại cái lối chơi của nó. Thì Ronaldo là nó đi theo cái đường cơn lốc đường biên. Rồi mình để sáp nhập nó vô đội hình cái nha anh em. Nó bên XT. Thế nào đây, 70 đi. Đó thằng này. Rồi nói chung là ở cái đội hình này thì anh em vừa để lên thì nó cũng đã phù hợp với cái thằng Philip, rất là phù hợp luôn nha nè. Nếu mà Philip thì chơi thì nó không phải là XT, nhưng mà để lên thì nó phù hợp thôi chứ cũng không có gì hết. Rồi mục tiêu tiếp theo của mình là phải tăng cấp anh em ơi. Sắp tới là mình phải, nói chung là lên nó còn cực lắm. Lên cái đội hình mới anh em cũng biết rồi. Mới là anh em phải làm nhiệm vụ nhiều, chơi phải ít gì một tuần hai tuần anh em mới có được nhiều cầu thủ, rồi anh em mới bán ra nè. Đấy, cái con Ronaldo này thì chắc anh em chơi là tầm khoảng 1 sao 2 sao là nhiều, chứ lên cao cũng căng lắm. Nói chung là lên cao nó cũng khó ha. Cho nên mình sẽ chơi tạm thời mình chơi 1 sao hoặc là 2 sao thôi. Hôm nay thì cũng không có thưởng gì, ngày hôm qua nó có sự kiện anh em, phải ngày hôm qua mình biết sự kiện đó chỉ dành cho những người chưa nạp, là mình nạp ngày hôm qua luôn rồi. Ngày hôm qua mình tạo ạc mà mình quên, mình không có nạp, tới hồi sáng mình coi kỹ cái sự kiện lên thì nó dành cho những người chưa nạp lần nào hết trơn á. Thì cái shop tân thủ này, ví dụ như anh em mua cái này thì anh em sẽ nhận được mấy cầu thủ luôn á. Nó nhận được mấy cầu thủ này luôn. Cầu thủ này thì nó không có phù hợp cái đội hình của mình anh em ơi. Đấy, cầu thủ này nó không có phù hợp nhiều về cái đội hình của mình, cho nên là nó cũng mình cũng tính mua, nhưng mà anh em mua xong cái này rồi chắc cũng phải bán lại, chứ cũng do nó không phù hợp. Cái đội hình này thì nói chung là nó lung tung quá. Mà xài thì vẫn được cái này, mua thì mua vẫn được. Còn cái đội hình của MU này thì anh em nhìn thấy này. Nó cũng có 3 thằng 4 thằng vậy nó phù hợp, nhưng mà nó không phù hợp về quốc gia thôi.
Thì cái chuyện quốc gia thì nó cũng khó khó mà vô chung lắm anh em, cho nên là mình có thể là chọn ba T hay là ba trung vệ hay là ba bốn còn hậu hậu vệ rồi vậy đó, thì nó cũng dễ hơn. Cái này thì 280, tạm thời mới có 220 thôi anh em ơi, mình cũng chưa mua được, mình cũng không biết cái sự kiện này nó có mấy kéo dài mấy ngày đây. Thời gian sớm từ ngày 10 cho tới ngày cho đến tháng 8 luôn em ơi, tới tháng 8 giờ chắc cầu thủ mới á. Nói cái phần này thì cũng phải làm nhiệm vụ nha, nói chung là bắt buộc. Tại nếu mà mình không đợi mình nạp mấy cái sự kiện nạp rồi mình lấy á anh em, thì mình sẽ nạp một lần mình mua luôn cái này nè để lấy mấy cầu thủ chứ không gì hết á. Nó lấy mấy cầu thủ này để bán ra, tại vì cầu thủ này nó cũng có nhiều cầu thủ, nó trên tám mấy đó, nó cũng có nhiều cầu thủ lắm nè, nói chung là cái gói nó còn cũng trên, nhưng mà cho nên là cái này nữa thì cũng phải mua vậy nè. Thì mới vô thì mình cũng chưa có thể bui được build một đội hình được đâu anh em ơi, mình cũng mới tạo acc ngày hôm qua, mới tạo tài khoản ngày hôm qua thôi. Thì tới của mình phải làm nhiệm vụ chơi vài ngày đó rồi mới có mấy cái ép, mới có đồ mới lên được anh em ơi. Thì mình làm cái tài khoản mới này á là để chơi chung với những anh em mà mới chơi nè, mới chơi á, anh em nào mà cũ á, anh em nào cũ mà có xem cái clip này nè, thì cho mình một cái like, một cái chia sẻ để mình kết nối thêm nhiều anh em mới vô chơi nha nè. Nếu mình đã nhận Ronaldo rồi á thì mình cũng phải đi theo cái đường của nó luôn cho nó đỡ tốn kém chứ không gì hết anh em. Mình tới phút lại luôn ta. Mình vô mà ép ép ép. Mình vô mình hành năng mà tại vì nhắn lộn. Thì sắp tới thì mình sẽ mua thêm một con ST nữa mới đúng nghe nè. Một cái con Bettingham này cũng phù hợp nè, con Bettingham này cũng phù hợp mình. Nhưng mà chơi mấy con này á nè, cái con này ấy thì mình sẽ để, ví dụ như mình sẽ mua mình bán nè, mình sẽ bán mình mua lại mấy con rẻ rẻ chút xíu. Chứ lên mấy con này thì nó cũng thốn lắm nha, nói chung là chơi mấy con này cũng thốn lắm. Mình chơi cái đội hình quốc dân thôi anh em ơi, chơi đội hình cao quá, nói chung là cao quá thì tốn kém dữ lắm, mình lên trễ lắm. Nói chung là mình lấy sao mình bù cấp đó nè, lấy sao bù cấp. Rồi cái nhiệm vụ của đối với những anh em mới á là anh em phải làm cái nhiệm vụ này, mình thì cũng như anh em thôi, cũng phải làm thôi nha, làm càng nhiều ép mới càng nhiều. Đội hình này là thì thắng chắc rồi, nó để là thắng chắc rồi, 800 mấy 900 mấy. Nếu mà anh em là mới thì cũng không cần phải tìm hiểu gì nhiều đâu anh em ơi, không cần phải lên gì nhiều đâu. Trận đấu bắt đầu. Cristiano Ronaldo. Anh em biết sao nó xuất ra không? Tại vì mình không có để cho nó vô vòng cấm anh em, không có vô vòng cấm, nó đứng ngoài quốc gia để làm nhiệm vụ cho nhanh. Vậy mà nó vẫn thua anh em ơi, số trận vẫn thua, nó ngang ngang quá rồi, gặp mấy anh kia cũng xuất ra bên ngoài nó xuất vô không. Tuyệt vời, một pha cản phá đẹp mắt giành lại bóng cho đội Van der Beek. Ronaldo chưa đụng bóng luôn. Bàn thắng trong mơ. Đó thì cái nhiệm vụ của anh em mới là như vậy, cứ thắng hai quả. Thắng hai quả là mình sẽ xong cái nhiệm vụ. Thắng hai quả là xong cái nhiệm vụ nha nè. Ví dụ mà chưa khoảng cách hai quả thì cứ đợi thôi anh em ơi. Xin chào và hẹn gặp lại trong cái video này mình sẽ dành cho một cái anh em mới nha. Nói chung là dành cho anh em mới để anh em chơi cho nó dễ hơn. Thì càng về sau, nói chung là làm cái này càng về sau ép càng nhiều đó nè. Đây là cái cách mà anh em nhận ép nhiều nhất thôi. Cho nên anh em cố gắng anh em chỉnh cái đội hình đó, chỉnh cái đội hình cho tốt rồi sau này mà anh em dễ làm nhiệm vụ rồi ép mới nhiều, cấp mới nhiều anh em ơi. Thì anh em cũng có hai cái con đường lựa chọn để cho anh em đi. Một là chơi lựa chọn là chơi cái mấy cái thẻ mà cầu thủ mà rẻ lên sao nhiều, dễ lên sao. Và cái thứ hai là cầu thủ nó đắt giá nhưng mà nó khó lên nè. Nói chung là càng
rất là chuyền bóng về phía sau, kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội. Nếu anh em không có vàng nhiều thì anh em phải làm mấy cái nhiệm vụ này, làm cái nhiệm vụ để anh em mà lấy ép phòng thủ hoàn hảo nên anh em tăng cấp bù lại cái phần đằng sau của nó. Van de Beek, Cristiano Ronaldo. Tại vì khi anh em tăng sao á thì nó sẽ tăng mấy cái điểm, mấy cái chỉ số lên, cũng giống như anh em tăng cấp vậy thôi. Có lẽ không ai dự đoán được khởi đầu như vậy. Nó thì anh em lấy sao bù cấp, còn anh em có tiền nhiều thì anh em lấy cấp bù sao. Ví dụ như mà anh em còn có tiền nhiều nữa thì vừa có sao vừa có cấp như nè, vừa có sao vừa có cấp thì cái điểm, cái chỉ số của nó rất là cao. Thì anh em cũng biết rồi đó, chỉ số cao ví dụ như tấn công nhanh hay là tốc độ nhanh, thể lực cao, thể lực nhiều gì đó, phòng thủ tốt nè. Đó thì mấy cái đó thì chắc chắn khỏi phải nói rồi. Nó sẽ tốn kém rất là nhiều tiền nha. Anh ấy lăng chân dứt điểm. Các cổ viên gần như đã đứng dậy ăn mừng rồi. Chúng ta đều biết anh ấy có khả năng sút từ khoảng cách như vậy. Nếu có đủ sự chuẩn bị, anh ấy hoàn toàn có thể thực hiện một cú sút xa đẹp mắt. Bóng được chuyền sang cánh. Như đội hình của mình là Van de Beek. Hướng về khung thành. 5-2-1-2 để mình đang coi lại. Đúng vậy, mọi thứ dường như quá đơn giản, nhưng mà chiến thuật của họ được thực hiện rất hoàn hảo. Với tình hình hiện tại, họ có thể kết thúc trận đấu ngay lập tức. Họ đã chiến thắng trách nhiệm của đối với anh em mới chỉ làm vậy thôi. Nhiều nhất phải là tăng cấp càng nhanh càng tốt, mục tiêu của anh em vậy thôi. Cái khi nào anh em gặp anh em sẽ gặp lại nhau vô anh em tập luyện chứ chơi mà anh em mà mới thì anh em đá không lại mấy anh em cũ đâu. Phải cố gắng lên ép cao chút xíu, còn nếu không thì anh em vô cái tập thua. Tập thua chứ không phải là tập đá đâu. Anh em phải tập thua được anh em mới thắng được. Còn anh em mà không tập thua được anh em không khó thắng lắm. Không chơi không hay giống gì hết. Rồi tạm thời thằng này nó cũng có giá anh em ơi. Đó. Nó cũng có giá thì mình bán nó để mình kiếm tiền mình mua lại mấy thằng kia nè. Có 5 thằng mua giá 1.2 triệu. Nếu mình cần tiền gấp thì mình bán giá đấy, 5 thằng cần đang mua nè. Thì cái đội hình này thì anh em mà lên đội hình này tiền thì cũng nhiều lắm. Anh em thấy nè, bán thì nhận trừ thuế khá là cao, thuế 300 mấy luôn. Quá đắt đúng không? Rồi, thì bây giờ thì mình mục tiêu của mình thì mình phải lên mình mua lại anh em. Mua lại thằng trùng với thằng Ronaldo. Thì mình đi là cân lốc đường biên nha, cho nên là mình cũng kiếm cái thằng ST. Đội hình ghẻ là chắc là đội hình vàng đen. Nói chung là vàng đen mà 82, 82, 83 nè. 82, 83 không quan trọng, nhưng quan trọng là tiền nó ghẻ là được rồi anh em ơi. Nói chung là mình lên 82 này vẫn được, lên 82 này vẫn được, nhưng mà mình muốn cái liên kết nó cao, muốn nó cộng thêm cái liên kết để nó cao thêm chút xíu anh em. Ồ, có cái thằng nào ta? Nếu mình đi cái thằng mà giống thằng Ronaldo thì nó là đội của cầu thủ của Bồ Đào Nha đúng không? Nếu mình ủa không có anh em ơi, mấy thằng ghẻ ghẻ không có cùng quốc gia. Đấy, có thằng này thôi. Mấy thằng này thì nó cũng ghẻ ghẻ đúng không? Mấy thằng dưới này cũng ghẻ ghẻ, nó ghẻ hơn. Chơi mấy cái thằng này thì nó cũng hơi tốn kém anh em, nó cũng hơi tốn kém. Ví dụ tạm thời nó là 200 mấy, mình lên được cứ 2 thằng thôi anh em, lên được cứ 2 thằng thôi. Ở đây nó bán 240 này nè, ở đây có thằng bán 240, 245, 245 thì mình có thể là mua 1 thằng anh em, 240. Mình muốn mua nhanh thì mình lên giá hay cao chút xíu thôi. Đó, 1 thằng với 1 thằng 245 cái nữa là đủ luôn. Đấy, còn được 400 mấy. Rồi mấy cái thằng CB thì nó cũng được cái nào. Mấy thằng anh em lên phòng thủ chứ cũng được. Rồi để mình quay trở lại mình ghép cái nào. Đối với anh em mới thì
nếu anh em hên thì anh em mở ra mấy cái thằng 90 anh em bán được triệu mấy là nó ngon. Nói chung là vậy tạm ổn đó anh em. Cái thằng này dù sao nó cũng thuận hai chân luôn nha anh em, nó thuận hai chân, thuận hai chân cho nên là cũng dễ chơi lắm. Đấy, lên đây là được cộng 1 anh em, nó cộng 1 1 sao. Cũng mong cho sau này nó rẻ rẻ chút xíu rồi đó. Nói chung là cầu thủ này thì mình cứ lên cái độ này thôi chứ không gì hết. Rồi để coi mình còn nhiêu tiền đây, mình muốn lên nào nữa anh em cho nó rẻ, để mình chưa biết lên nào cho nó rẻ. Nó thì mình mới mua thì mình thay vô cái chỗ của thằng Philip này đi. Philip này bỏ nó xuống GK này. GK này chắc không cần rồi. GK này đấy anh em thấy không, vừa để nó vô một cái là nó lên một cái bèo liền, chỉ số khá là cao. Lên cho nó lên vào 10 cái đi anh em, để cho nó mới vô thì anh em mua mấy cái thằng này, anh em mà được mấy thằng kia anh em bán thì làm nhiệm vụ nó nhanh lắm, làm nhiệm vụ nó xúc rất là nhanh nha. Ở đây thì anh em cũng có thể mua mấy thằng CB, CB thì nó rẻ rồi, mấy thằng CB nó rẻ lắm. Để coi CB, để coi. Kệ mua, mà tạm thời đầu game thì mình chỉ chơi 1 sao thôi anh em. Ví dụ như 1 sao, 2 sao là ngon lành rồi. 1 sao, 2 sao là ngon rồi. Mình nói chung á, mình lên làm YouTube á anh em thì mình cũng phải có thằng Ronaldo hoặc Messi mới được anh em ơi, đó là bắt buộc mình rồi anh em. Danh cầu thủ mình luôn đó đây. Nếu có gì thì anh em cứ comment nha, giao lưu comment, không biết gì thì anh em cứ comment nha, còn cái gì mình không biết mình cũng hỏi ngược lại anh em thôi anh em ơi. Mình là vậy đó, cái gì mình biết mình nói mình biết, cái gì mình không biết mình nói không biết thôi, chứ mình không có làm hay ho gì hết chứ. Để mình phát triển cái này. Ồ cũng khó ha. Tìm thằng CB mà Bồ Đào Nha nó cũng khó lắm anh em ơi. Ồ nó hết rồi anh em ơi, không có nè. CB của Nga thì có nhiều đúng không? Nhiều khi á nè, nhiều khi mà mấy cái đội hình này nè, nó mấy cái đội hình này anh em chơi rẻ mà bền luôn á anh em. Ngon lành luôn, mình đảm bảo với anh em đầu game. Ví dụ anh em mua chừng 30 thằng đúng không? Để coi 30 thằng, 32 thằng là anh em chơi, nói thiệt với anh em đá là ngon lành luôn. Để mình coi mấy thằng trắng trắng, trời ơi. Cái thằng này vậy mà nó 26 nè, ghê chưa? Đâu phải thằng nào cũng rẻ là ngon đâu đâu nè. Anh em mà mua mấy cái thằng rẻ như vậy á là anh em chỉ chơi thời gian rồi sau này anh em cũng phải đổi, tại vì nó quá rẻ nè, nó rẻ cái chỉ số nó thấp lắm, nhưng mà nó cũng nhanh được một phần nha. Không có thằng Bồ Đào Nha luôn anh em ơi. Nói thiệt với anh em á, cái cờ của Bồ Đào Nha mình nhìn mình cũng không nhớ luôn, mình chỉ nhớ nó chính giữa nó có cái chấm cái con gì thôi à. Đấy, nó không có của Bồ Đào Nha luôn anh em. Thia lấy 200 mấy là 200 mấy nha. Thì trong cái phần CB mình tìm cái nó có đội nào nhiều anh em. Ví dụ như mấy thằng rẻ mà nó có cùng quốc gia nhiều á thì mình đã mua thằng đó anh em ơi, nếu mà nó không cùng quốc gia đừng có mua. Cùng quốc gia mua nó cũng vẫn được thôi, nhưng mà nó không được cộng điểm quốc gia thôi chứ gì hết á, vẫn được. Ví dụ như thằng này nó không cùng quốc gia nè, thằng này nó không cùng quốc gia mà nó rẻ nè, được cái là nó rẻ. Còn cái thằng này 83 đúng không, 83 Sanchez. Ủa. Cái thằng nào mà anh em ít dùng á, người ta ít dùng nó thì nó rẻ thôi, nhưng mà chưa chắc thì nó đã dở đâu nha anh em.
rồi để mình coi coi thằng này sao này, mình cũng không biết đội này của đội nào luôn á, để mình xem cái này. Thằng này cầu thủ cánh trái cánh phải, nó nặng tới 90kg anh em ơi, phải nói nhẹ nhẹ lại chút xíu cũng được. Để coi thằng này đồng giá tiền nghe nè, để coi đồng giá tiền. Đấy, nói chung là này nó có thể là đá hai cánh được mà một sao nó không có gì hết trơn, một sao nó không có gì, cái này bắt buộc nó phải lên sao nhiều nhiều anh em. Đó, cái thằng này cũng là cánh phải nha, thằng này nó cũng là cánh phải thôi mà nó cầu thủ tím. Thằng này thì nó chuyên về cánh phải nè, cái này nó chuyên về cánh phải, nó chuyên cánh phải đây coi. Martin gì đó anh em ơi, mình cũng không làm để coi nó có bao nhiêu thằng bán ở đây. Trời ơi, không có thằng nào bán hết trơn anh em ơi. Nó mua tới 50 thằng mà không có thằng nào bán luôn kìa. 26 năm. Còn nó mua tới 31 luôn anh em ơi, này đắt quá người ta. Thôi, giờ mình lên trên đi. Nếu mà lên cái đội ví dụ như là nguyên cái đội vàng không cũng đẹp đó. Vàng không thì nó cũng đẹp ha. Đó, ví dụ như vàng đen không thì cũng đẹp, ví dụ như đường này tím vô thì nó xấu đội hình, giờ thấy nó xấu nó không có được đẹp cho lắm thôi chứ gì hết á. Ồ. Có thằng bán 31, thằng bán 35. Thôi vậy để đi, không mua CB nè, tạm thời không có gì hết. Thằng CMA này nó cũng không có ai bán luôn anh em ơi, hình như cái đội hình này nó đắt quá hay sao á ta ơi. Nó hai thằng thôi anh em, nó mua hai thằng thôi. Thằng lên từ từ anh em ơi, nó. Rồi quay trở lại tìm hai thằng CB đi anh em ơi. Nói chung là CM thì nó có hai thằng cùng luôn anh em. Đấy, 2M. Rồi cũng không có ai bán luôn anh em ơi. Rồi nói chung là đi đá vài trận đi anh em ơi, để coi có ai bán hay không rồi mua anh em ơi, nếu không có thì thôi anh em ơi. Đó, để coi cầu thủ cũng chưa có gì hết, để lên năng sau rồi cũng chưa có gì, vô trận đấu hạng để coi xem sao đây nè. Cái này nó mới mở luôn anh em ơi, thấy mới mở luôn đó. Rồi trận đầu tiên phải cái áo đỏ mà nó đỏ hoàn toàn, nó đừng có sọc đen đen thế nè. Mình đặt tên là Việt Nam mà, Việt Nam nó phải ra cho những Việt Nam đúng không. Rồi Ronaldo bây giờ đang là người đứng trước bóng, còn sai cuộc đã cất lên. Van de Beek, bắt bước một tuyệt vời, chưa có ép chưa có gì cho nghe nè. Có hình như có được mình Ronaldo được lên vào 7 thôi. Chuyển bóng về phía sau và kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội, nhịp độ tốt. Đấy, sớm sao thế trận sẽ rất hấp dẫn, đối thủ chắc chắn sẽ đáp trả. Đây sẽ là một trận đấu cởi mở và không nhiều bàn thắng. Cũng để xuất xa anh em ơi, nói chung là lên vào nhỏ thì anh em cũng biết, nói chung là làm nhiệm vụ không mà cũng để xuất xa chứ không có gì hết trơn. Bóng đã được truyền sang cánh. Mình vô trong cái cài phần cài đặt mình không thấy thằng nào làm dê bóng tốt. Làm Môn đã nỗ lực giữ tiền đạo nhận bóng á chứ. Không biết để đưa cho thằng nào bây giờ đây. Bắt được một tuyệt vời.
dứt điểm một chạm cực kỳ mãn nhãn. Ronaldo, Ronaldo 38 hả? Giờ Ronaldo nó sống và cố. Giờ nó không giống nữa nè. Bình tĩnh, lạnh lùng, tự tin, một bàn thắng không có gì để chê. Thằng Ronaldo anh em, mặc dù á là nó là cầu thủ tặng nhưng mà nó mở được hết cái kỹ năng á, kỹ năng nó mở khá là nhiều, cho nên mặc dù nó là lên và nó thấp á nhưng mà nó vẫn dễ được, nó vẫn múa trong vòng là được. Có thể kết thúc trận đấu ngay lập tức. Bóng đã bị chặn lại, anh chuyền bóng sang cánh rất khéo léo. Buông đội đội bóng quốc gia nó đắt nhưng nó khó lắm anh em ơi. Đội bóng quốc gia nói chung là nó tốn dữ dằn lắm chứ không phải không được. Ví dụ như thằng Bồ Đào Nha đúng không? Bồ Đào Nha luôn đó, nó tốn dữ dằn lắm chứ không phải không được. Bình tĩnh, lạnh lùng, tự tin, một bàn thắng không có gì để chê trách cả. Không có gì để chê trách cả. Mấy cái này trận đầu tiên thì nó đỡ gì có đấu dưới máy chứ không cái đâu gì đâu anh em. Làm nhiệm vụ. Tôi nghĩ đây là cú sốc rất đầu lớn game mà. Đối mặt với tình hình như vậy, họ có khả năng không thể lấy lại cái trận. Quan trọng là anh em làm nhiệm vụ anh em, làm nhiệm vụ càng cao ép càng nhiều á. Bắt bước một tuyệt vời. Cristiano Ronaldo. So. Cristiano Ronaldo. Cái điểm lúc này là quá lớn. À, thằng Ronaldo mặc dù là nó một sao nó không sao nhưng mà vẫn dễ được, làm cho fan hâm mộ ngừng la hết, vẫn múa đồ được. Tại vì nó mở hết tính năng múa của nó rồi, mở mấy sáu năm sáu cái tính năng rồi. Rafinha, Cristiano Ronaldo tung cú dứt điểm, tiếp tục nào, tiếp tục nào. Hat-trick rồi, thật không thể tin được. Hat-trick rồi. Lời được thì ghê. Không thích cú sút này. Đường chuyền này nếu chậm một giây thôi, sợ rằng sẽ được điểm. Tuy nhiên pha chuyền bóng là 5-0. Ta tôi không, trận đấu này có thể sẽ khiến mà mình nghĩ cái game này anh em nó đá với nhau là nó không có vượt hơn 6 trái này, hiếm lắm. Mình chưa thấy bây giờ nó vượt tới 7 trái, mình dù hiệp 1 ăn 6 trái đúng không? Hiệp 2 là nó không thể nào ăn được lên được 7 trái luôn á. Để xem nó có ăn được 7 trái không nghe nè. Giống như là sau khi nó thua 6 trái cái điểm số của cầu thủ đội bên thua nó tăng lên thì sao mình cũng không cần, mà nó thủ trâu lắm, nó thủ hay, thủ môn nó giỏi lắm. Lúc này hơi khó ăn rồi đó, từ 6 trái cho lên bắt đầu hơi khó ăn rồi đó. Còn dù còn nguyên có hiệp luôn. Quét quét đã kết thúc hiệp đầu rồi, 6-0. Ok, trận đấu sẽ mong cho xong cái trận này cái là nó bán mấy thêm mấy cầu thủ mà mình cứ lên một sao, một sao mình để sẵn hết anh em. Cái giây sau này mình đúng có rồi, tiền mình cứ nhắn vô cầu thủ mình mua, mình mỗi cần lọt nó không có bị lộn gì hết. Họ có tiếp tục sử dụng chiến thuật đó ở hiệp hai không? Họ không gia tăng cách biệt tỷ số ở đầu hiệp hai, có thể sẽ đi về phòng ngự cố gắng giữ vững lợi thế hiện tại. Cơ hội hoàn hảo trong một đấu một, cơ hội dứt điểm, cứ bóng tuyệt hảo giúp đội thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Một pha phán đoán chính xác của thủ môn, bóng đã bị đẩy ra. Lloris chuyền về tuyến sau để tìm kiếm cơ hội khác. Trống lỏng luôn. Đó, anh em thấy không? Mình nói rồi mà dễ gì ăn nói đó. Này, chỉ số điểm nó đang tăng bằng với mình rồi đó, không phải giỡn đâu. Giống như là thua trái tăng điểm. Chuyển về tuyến sau để tổ chức lại đội hình. Diaro
khó ăn lắm, mình đảm bảo nó không có vượt qua nổi 6 trái đâu. Anh em thấy không, nó vượt qua nãy giờ nó vượt rồi, không bây giờ cầu thủ đâu bạn, bây giờ nói chung là chỉ số nó giống như nó được tăng cao lên vậy đó, không ăn nó nổi. Liệu anh ta có tìm được cơ hội ghi bàn hay không? Phản xạ rất nhanh. Để coi. Đúng là đúng thật luôn đúng không anh em? 6 quả là coi như là giới hạn của nó. Van de Beek. Phòng thủ hoàn hảo. Nếu mà anh em đá dở thì dở thì tay. Cái thằng chỉ số của thằng thủ môn nó cũng tăng lên, thông minh lên nữa. Anh em xúc mạnh cỡ nào nó cũng chụp được cho nó hay lắm. Giống như đón được hướng đi á. Đôi coi nó có phá vỡ được không nghe nè. Đó chính xác. Hoàn toàn nằm trong phán đoán của không có dễ qua nó được đâu, mình đảm bảo với anh em đó. Để ý rồi. Sút. Bắt bước một cú sút xa rất mạnh. Cú sút này thật sự dễ gì vô được. Theo tôi, những cú sút xa liên tục như vậy là vì họ không tìm thấy cơ hội trên mặt trận tấn công của mình. Có thể thấy rõ rằng phương diện tấn công của họ chưa đủ sắc bén. Xong rồi cái ra làm nhiệm vụ, anh em mua trong cầu thủ của mình ra làm nhiệm vụ. Mình làm nhiệm vụ của mình coi mình mở được mấy cầu thủ nào mà nó 90, 80 mấy độ ha, cái mình bán mình mua lại mấy cái thằng rẻ xíu gì hết. Hôm nay vì sự cống hiến hết mình trong trận đấu. Đó mình đó xứng đáng cho thằng bảy trái đâu. Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Giống như là cái điểm số của mấy cầu thủ của nó tăng lên á, nếu mà tăng lên mà anh em có đá giỏi quá thì cái điểm số của thủ môn của nó bên nó cũng tăng lên nữa, nên đá khó vô lắm. Để coi có bán chưa. Đấy, có kệ đẹp. Đó, mua được thằng CM rồi đó. Ủa sao mình có mấy thằng CM ta, vậy hai thằng CM đúng không? Đúng rồi. Hai thằng CM mà mình mua hình như là nó đúng chân luôn á anh em, đúng chân luôn á. Anh em mua thì anh em phải xem chân nha nè. Nói chung là xem giò, xem cẳng để xem coi về giò nào có cửa nhiều, cửa dài, cửa ngắn nữa. Rồi, để xuống thang nào đây. Xây để thang trắng này đây. Này cũng 70 à. Rồi đó, rồi mình mới thay lên đây. Đây điểm nó cao hơn nha. Tại vì cái thằng này thì nó tăng á, là nó tăng theo cái điểm của Nga nè. Đây, em để lên nó có điểm và điểm của Nga là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó cùng lại chơi á. Chết bà rồi, mình mua hình như mình mua dư, mua lộn thằng rồi anh em ơi. À đúng rồi, 2CM. Như CM này chân phải đúng không? Đây chân phải. CM này chân trái nè. Gần như nó thuận hai chân luôn, đấy chân trái nè. Đó là hợp lại rồi đó. Rồi cái mục tiêu kế tiếp của mình đó nè, ở đây thì nó còn cái tiền, nói chung là tiền hết rồi, tiền hết rồi thì mình ở đây có LB với LG. Nhưng mà đầu game thì mình tạm thời mình chơi mấy này anh em, để cho nó làm nhiệm vụ cho nhanh, tăng cấp làm nhiệm vụ cho nhanh chứ không gì hết á. Nó làm nhiệm vụ nhanh nữa, lấy ép nhanh chứ không gì anh em. Rồi coi nhìn thử coi có được gì không. Chà, cái này mình có mua là mình mở ra được mấy cầu thủ này rồi đó nè. 6 thằng, 7 thằng, 9 thằng luôn. Trời, nó đi tạm thời để đây đi nè. Giờ mình đang cũng thiếu chút lợi thôi gì đây. À, kế hoạch đầu tư được tăng lên chút xíu mà nó không có tăng nữa ha. 180 này con. Hình như cái này đá huấn luyện viên á em ơi.
nhiệm vụ này cũng có đó nè, nhiệm vụ này cũng có mà không nhiều đâu, nhiệm vụ có không nhiều. Lên cấp luôn ha, 77 nè, trời ơi 77 không phải 7, mình cứ tưởng là 87 chứ, lộn mấy nhìn cái lộn. Đó, có được 20k nữa kìa em. Anh em đá tầm khoảng 2 tầng là anh em có được 3 triệu, 4 triệu đó. Làm anh hên á, làm nhiệm vụ là anh em có được 3 triệu, 4 triệu gì đó. Là anh em có thể mua được vàng cầu thủ giá ghẹ 3 sao rồi. 3 sao là cũng ngon lành rồi nha nè. Trời ơi, 77 nó ra 77 luôn, ra không ra 79, 80 gì chứ. Đó, có ép rồi anh em ơi. Ép này thì không quan trọng đâu, anh em làm nhiệm vụ chút xíu là đầy à, trong một ngày nó lên full luôn á, quan trọng anh em có chơi nhiều hay không thôi. OBG cũng mộc, Rafinha. Chết bà rồi. Ủa sao nào, hồi nãy là mình nhớ là cầu thủ mình mua là với thằng này mà ta, sao mà lại khác quốc gia ta. Hèn chi mình thấy nó tăng không cao. Đau cái răng thiệt anh em ơi. Rồi kệ nó đi. Không được thì mình xuống mình cho nó xuống làm dự bị chứ không vậy mình kiếm khác chứ không gì hết. Mỗi mua nhiều mất công. Đấy. Cứ lên cái kiểu này là lên level khá là nhanh luôn nha em. Chết mà hết. Để ra coi chưa có bán anh em. Rồi, như vậy tạm thời thì mình sẽ dừng tại đây nha em, để mình vô mình làm nhiệm vụ chứ không gì hết anh em ơi. Anh em mới nào mới chơi thì cứ đăng ký kênh nha nha. Sau này mình giao lưu gì hết.